Nắng nóng cũng đang xảy ra ở nhiều quốc gia trong khu vực. Nhà chức trách Thái Lan ngày hôm qua đã ban hành cảnh báo nắng nóng ở thủ đô Bangkok, kêu gọi người dân ở trong nhà để đảm bảo an toàn trong bối cảnh nhiệt độ tăng cao. Dự báo nhiệt độ ở thủ đô Bangkok sẽ lên tới 39 độ C, trong khi chỉ số nóng bức có thể vượt 52 độ C, mức cực kỳ nguy hiểm. Do đó mà giới chức khuyến cáo người dân cần tránh các hoạt động ngoài trời. Từ đầu tuần này thì Thái Lan đã hứng chịu một đợt nắng nóng, nhiệt độ đo được ở tỉnh Lampang, miền Bắc nước này đã lên tới 44,2 độ C, gần bằng mức kỷ lục 44,6 độ C của cả nước. Nắng nóng dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong những ngày tới ở Thái Lan. Chính phủ nước này đã kêu gọi người dân uống đủ nước, bôi kem chống nắng, tránh hoạt động ngoài trời để tránh say nắng. Tháng 4 thường là thời điểm nắng nóng nhất và độ ẩm cao nhất trong năm ở Thái Lan, nhưng do tình thái thời tiết El Nino nên điều kiện thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn. Còn tại Philippines thì tình trạng nắng nóng cực đoan xảy ra trong tháng này buộc các trường học phải cho học sinh học trực tuyến. Học sinh tại 7.000 trường công lập tại Philippines đã phải học trực tuyến do thời tiết nắng nóng bất thường xảy ra tại nhiều khu vực. Philippines đã ghi nhận ít nhất 34 trường hợp mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, trong đó có 6 người đã tử vong. Đầu tháng này, thì cơ quan thời tiết Philippines dự báo là nhiệt độ có thể lên tới 51 độ C ở một số khu vực trên toàn quốc. Dự kiến thời tiết oi bức sẽ kéo dài cho đến tháng sau. Nghị viện châu Âu ngày hôm qua đã nhất trí thông qua một loạt biện pháp thân thiện với khí hậu, trong đó có siết chặt thêm nữa tiêu chuẩn chất lượng không khí từ nay đến năm 2030. Không khí trong lành là một trong những trụ cột của thỏa thuận xanh. Từ châu Âu, phóng viên Lê Hồng Quang đưa tin chi tiết. Hàm lượng bụi mịn nhỏ hơn 2,5 micromet trong không khí từ năm 2030 sẽ phải giảm một nửa so với quy định hiện nay. Văn bản vừa được biểu quyết tại Nghị viện châu Âu cũng bao gồm nitơ dioxide cũng như lưu huỳnh dioxide và những loại khí thải công nghiệp có hại cho sức khỏe con người. Nói cách khác, không khí tại châu Âu sẽ phải trong sạch gấp đôi so với tiêu chuẩn lúc này. Vào thời điểm biểu quyết, chỉ số chất lượng không khí quanh tòa nhà Nghị viện châu Âu dao động quanh mức 35. Ngành công nghiệp châu Âu sẽ phải tốn kém thêm nữa để chuyển sang công nghệ sản xuất sạch. Các thành phố cũng sẽ buộc phải tăng đầu tư thúc đẩy giao thông xanh. Đây là những chi tiết đã gây tranh luận rất nhiều trước khi tìm được điểm tạm cho là cân bằng giữa hai nhu cầu, kinh tế phát triển và không khí trong lành. Quy định mới cũng yêu cầu lắp đặt thêm các điểm đo chất lượng không khí trên khắp châu Âu và thống nhất các chỉ số. Trong một số trường hợp đặc biệt, các quốc gia có quyền yêu cầu đẩy lùi tới 10 năm thời hạn phải thỏa mãn các quy định mới. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Nghị viện châu Âu. Ngày 24 tháng 4, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo lũ lụt có thể tiếp diễn tại lưu vực sông Châu Giang trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi chính quyền các địa phương và người dân chuẩn bị ứng phó. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, do ảnh hưởng của các trận mưa lớn từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4, mực nước trên ba con sông thuộc lĩnh vực sông Châu Giang gồm Tây Giang, Bắc Giang và Hán Giang dự kiến sẽ gây lũ lụt. Bên cạnh đó, mưa lớn có thể cũng sẽ khiến nước một số con sông nhỏ và vừa dâng cao vượt mức cảnh báo. Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã đề ra các nhiệm vụ phòng chống lũ lụt, đồng thời yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết. Sông Châu Giang là con sông dài thứ ba và lớn thứ hai Trung Quốc, xét về lưu lượng dòng chảy hàng năm. Con sông này chảy qua một số khu vực gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam và Giang Tây. Nhà chức trách Hy Lạp cho biết những đám mây bụi từ sa mạc Sahara đã bao phủ thủ đô Athens và các thành phố khác của nước này trong ngày 23 tháng 4. Họ cho biết sắc cam trên nền trời thủ đô Athens là do các bụi thổi từ sa mạc Sahara ở châu Phi. Các quan chức Hy Lạp cũng cho biết thêm, đây là một trong những đợt ô nhiễm bụi tồi tệ nhất xảy ra ở nước này kể từ năm 2018. Sương mù màu vàng cam đã bao trùm một số khu vực sau nhiều ngày gió mạnh từ phía nam, hạn chế tầm nhìn và khiến chính quyền phải cảnh báo nguy cơ đối với hệ hô hấp. Các đám mây bụi này cũng bao trùm một phần Thụy Sĩ và miền nam nước Pháp. Các nhà chức trách cảnh báo rằng nồng độ bụi có thể làm giảm ánh sáng mặt trời và tầm nhìn, trong khi làm tăng nồng độ các hạt bụi mịn, gây rủi ro cho những người có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.